Người đàn ông này cầm một cục vàng có kích cỡ bằng chiếc răng đi vào một tiệm cầm đồ. Vẻ mặt nhân viên khinh thường, nhưng vẫn đưa cho người đàn ông 2 đồng xu. Người đàn ông vừa định rời khỏi, liền va phải một ông chú để dâu. Đối phương đến để đưa thư cho anh. Người đàn ông không biết chữ, bảo nhân viên tiệm đọc giúp anh. Lúc này mới biết là chú của người đàn ông đã gửi 20 lạng vàng cho anh. Người đàn ông vui sướng, sau đó liền mang cục vàng đi cầm đồ. Nhân viên tiệm mang đi cân, cục vàng này tận 28 lạng. Nhân viên tiệm nghĩ anh là kẻ ngốc, nên đã tính giá 1 lạng vàng là 6 đô. Nhân viên tiệm lấy ra một túi tiền lớn, ký biên lai nhận với người đàn ông. Sau khi người đàn ông đi, nhân viên tiệm vui đến phát điên. Nhưng ông chủ vừa lấy vàng ra để kiểm tra, lại phát hiện đây rõ ràng là hàng giả. Ông chủ nổi cơn thịnh nộ, gọi cảnh sát trưởng đến tìm người đàn ông. Vẻ mặt người đàn ông đáng thương, nói rằng ông chủ đã đổi cục vàng thành đồ giả, sau đó đến bắt vạ mình. Người đàn ông oán trách với cảnh sát trưởng, vàng của mình chỉ có 20 lạng, hoàn toàn không hề lớn như vậy. Cảnh sát trưởng lấy cân ra cân thử, quả nhiên là 28 lạng. Lại nhìn sang tờ biên nhận, lần này ông chủ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Vẻ mặt người đàn ông buồn bã, lấy túi tiền ra đếm cho cảnh sát trưởng xem, liền phát hiện bên trong toàn là tiền giả, không còn cách nào khác, ông chủ lại phải bồi thường 120 đô. Người đàn ông này tên là Nhị Bảo, ông chú để dâu ở cửa tiệm cầm đồ là anh trai của anh, Đại Bảo. Hai người vô công rồi nghề, không học hành gì, cả ngày chỉ dựa vào những thủ đoạn này để kiếm chút tiền tiêu. Hai anh em tụ tập ở ngôi miếu hoang, nhưng do chia không đều, nên đã đánh nhau ở đó. Kết quả túi tiền không may rơi xuống rừng cây và bị người ta cướp đi. Hai người không tìm thấy túi tiền lớn, chỉ có thể quay về lấy túi tiền nhỏ. Nhưng suy cho cùng tiền cũng không đủ tiêu, nên trong lòng hai anh em có một kế, quyết định đến sòng bạc để kiếm tiền. Hai anh em tự có kế để kiếm tiền, người ta đặt nhỏ thì anh đặt to, người ta đặt to thì anh đặt nhỏ. Lúc định thu tiền rời khỏi, ông chủ sòng bạc lại muốn kiểm tra túi tiền vốn của bọn họ. Nhị Bảo tự tin lấy tiền ra, không ngờ là tiền bên trong đã bị tráo đổi từ lâu. Sòng bạc hận nhất là những người không có tiền nhưng lại muốn ăn nhiều. Ông chủ cậy thuộc hạ đông, liền đánh cho hai người một trận thậm tệ, cầm 1 đô cuối cùng. Hai anh em đến quán ăn, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải tìm một kẻ ngốc. Tình cờ, gần đó có một ông già tóc bạc ăn mặc sang trọng, chính là đối tượng tốt nhất để ra tay. Nhị Bảo tới bên cạnh ông già, giả vờ bị ngã, nhét chiếc nhẫn vào trong túi đồ của ông già. Sau đó, Đại Bảo sẽ gọi cảnh sát trưởng tới để bắt trộm, vẫn là chiêu cũ. Đại Bảo lên tiếng vu oan rằng trong túi đồ có nhẫn của anh ta. Kết quả mở ra xem, bên trong toàn là quần áo, đâu có nhẫn gì. Trong lòng hai người oán hận, chặn ông già lại trong rừng, cậy vào hai chiêu cung phu mình học được, định dạy dỗ cho ông ta một trận. Nhưng hai người tuyệt đối không ngờ là ông già này chính là đạo chính Giang Dương, được xếp đầu trong bảng truy nã của Triều Diên. Đối phó với bọn họ còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Hai anh em bị đánh đến mức không còn bộ dạng người nữa. Nhưng sau đó bọn họ nghĩ rằng ông già này lợi hại như vậy, giả dụ bái ông ta làm sư phụ thì không phải là có thể học được rất nhiều chiêu lợi hại sao? Hai người mau chóng đi theo, biểu đạt lòng trung thành và thán phục, còn làm ván lên thuyền cho ông già. Mặt dày như vậy rất giống với phong thái năm đó của ông già. Ở tiệm ăn, ông già dạy cho hai người một bài học: ăn cơm, người luyện võ là mệt nhất nên ăn cơm nhất định phải ăn no. Cho nên trên giang hồ còn lưu truyền một câu nói như thế này: sức ăn càng lớn thì võ công càng cao cường. Lấy trình độ ăn 5 bát cơm của hai anh em, cùng lắm cũng chỉ có thể so bì được với lưu manh ở đầu đường. Về lại nơi ở, ông già dạy theo đặc điểm của mỗi người: Nhị Bảo luyện chân, Đại Bảo luyện cánh tay, cậu em thì luyện tứ thoái, người anh thì luyện hoa quyền. Tuy tên kỳ lạ nhưng một khi luyện thành, uy lực sẽ lợi hại. Chớp mắt đã vài tháng trôi qua, ông già vô cùng tán thưởng bọn họ. Với thực lực hiện tại của hai anh em, người bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Hai anh em đã khổ luyện rất lâu, cũng muốn biết thực lực của mình thế nào, nên dứt khoát lên phố để tìm cớ đánh nhau. Nhìn thấy một nhóm côn đồ đang ngông nghênh hống hách, hai anh em đã đứng ra. Một người thì dùng hoa quyền, một người thì dùng tú thoái, thoái pháp cực kỳ nhanh, hai người đánh 10 người, hoàn toàn không phải là vấn đề. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hai người đã luyện thành công, đương nhiên phải đi tới sòng bạc ngày trước để gây phiền phức. Sòng bạc kêu lớn rằng xui rủi rồi bồi thường tiền nhận lỗi, hai anh em vô cùng đắc ý, nhưng lại không ngờ rằng túi tiền đã bị gã ăn mày lấy đi. Hai người quyết tâm dạy dỗ cho tên ăn mày một trận, không ngờ, tên ăn mày này tuy béo, nhưng thân hình lại vô cùng linh hoạt, chiêu pháp của ông ta vừa có sức lực, hai anh em đều không đấu lại nổi. Về tới nơi ở, ông già đã biến mất, chỉ có hai người đàn ông ngồi ở bên bàn. Khi biết được hai người là đồ đệ của ông già, Thốc Lư ra tay định đánh, nhưng may mà hai người đã luyện công cực khổ, hoa quyền tú thoái cũng là chiêu kết hợp, Thốc Lư nhất thời không thể đấu lại kẻ địch, người đàn ông còn lại liền phi thân tới giúp, hai anh em lập tức bị tách ra. Trong tình thế một đấu một đã lộ ra điểm yếu, hai người bị dẫm dưới gót chân, nhưng đối phương cũng không ra tay mạnh, chỉ là bảo bọn họ chuyển lời tới ông già, ngày mai tới phía tây khu rừng để ứng chiến. Ông già nghe thấy tình hình, sắc mặt trầm trọng, kẻ thù cuối cùng đã tìm tới tận nhà, nhưng sau đó ông ta lại nở nụ cười, dặn dò hai đồ đệ, vào lúc quyết chiến ngày mai, chỉ cần bọn họ có thể kìm hãm lại một tên trong đó thì tên còn lại chắc chắn sẽ chết dưới nắm đấm của ông ta. Hai người đã từng giao chiến với Thốc Lư, nên việc kìm hãm không có gì là khó, nhưng chiêu thức của